Rồi, xin chào các bạn. Sáng hôm nay mình sẽ nói một chút xíu về HP 280 Pro G4, cái bản XPS các bạn. Chạy cấu hình mặc định là i5 9400, một thanh RAM 8GB và một ổ cứng 1T. Các hệ RAM UHD Graphics 630 các bạn, và chạy FreeDock, tức là không có Windows kèm theo. Giá khoảng 12 triệu mấy các bạn. Rồi, ok. Mình đã khui ra khỏi cái box rồi nè các bạn. Đó, thì bên trong một cái box HP sẽ có cục xốp dưới để lót ở dưới máy nè các bạn. Tiếp theo đó là sẽ có một cái bàn phím HP kèm theo nè. Rồi một cái bịch, trong đây thì có một cái con mao HP và một cộng dây nguồn các bạn. Dây nguồn này là và cái hướng dẫn để chúng ta kết nối bàn phím chuột và các màn hình cũng như các tín hiệu vào máy tính. Và cái này thì các bạn có thể tham khảo thêm. Đây là cục mod phía trên để giữ máy nè các bạn. Rất là to. Đó, thì cái khay này là khay XPS. Thì mình đã bung cái máy này ra để các bạn tham khảo nè. Đầu tiên giới thiệu các bạn, đây là cái mặt nạ HP 280 G4. Bên ngoài có dán cái bạc là coi 5 Gen 9 nè các bạn. Rồi, tiếp theo là một cái khung này để chứa cái ổ quang các bạn, ổ DVD Slim. Và cái ổ DVD này ra là các bạn option, có máy có cái máy không các bạn. Ví dụ như cái bản mình nhập về đây là không có ổ DVD, một cái ổ cứng 1TB. Thì thông thường trong mấy bộ các bạn sẽ thấy là có ổ Seagate, ổ Toshiba là chúng ta hay gặp nhất. Và đây là ổ Toshiba 1T các bạn. Rồi các bạn thấy RAM ở đây là RAM một thanh 8GB, bus 2666 các bạn, 2666. Cái ổ NVMe 128GB này là cái ổ này là mình Intel thêm các bạn. Bản option của máy là chỉ là coi 5 9400, RAM 8GB và ổ cứng 1T thôi. Tuy nhiên mình chạy Windows 10 nên là cần có ổ NVMe để nó có hiệu quả hơn trong vấn đề mà load Windows, rồi sử dụng nó cũng mượt mà hơn các bạn, chứ ổ cứng thì nó rất là chậm. Rồi đây là mặt trước máy. Các bạn thấy không, có một cổng mic nè, bốn cổng USB này đều là 4 cổng USB 3.0 các bạn, và mỗi khe đọc thẻ nhớ SD. Rồi ở đây các bạn thấy có một cái khe M2 nhỏ nữa, thì cái khe này là khe để gắn cái cạc wifi và bluetooth tích hợp với các bạn. Thì option máy này là không có, nên các bạn thấy ở đây là không có cái cạc đó. Các bạn thấy ghi nè, M2 Wi-Fi nè. Thì nếu mà có M2 Wi-Fi thì sẽ có cái hai cộng dây truyền ra phía trước các bạn, làm dây anten. Rồi CPU 9400 thì nằm ở dưới đây nè các bạn. Rồi, máy có một khe B-Stress X1 nè, một khe B-Stress 16X để chúng ta gắn cái cạc hình Blue Wi-Fi và các cái cạc mở rộng ví dụ cạc Wi-Fi, cạc âm thanh, cái chuẩn B-Stress X1. Cái mainboard này là mainboard chip B365 các bạn, support Pentium Core 3, Core i5, Core 7, Gen 8 và Gen 9, và maximum là chạy được con Core i7 9700 các bạn. Ở đây là đang chạy i5 9400. RAM thì có hai khe, mỗi khe support 16GB, hai khe là 32GB nếu các bạn muốn update tối đa. Cái nguồn theo máy là cái nguồn HP đạt chuẩn 80 Blackgold, công suất 180W các bạn. Đó. Thì khi mà các bạn gắn Intel thêm VGA rồi Blue Wi-Fi thì các bạn phải để ý tới công suất của nguồn, sao cho nó đảm bảo hài hòa giữa CPU, cạc hình và cái nguồn nha các bạn. Đó là yếu tố quan trọng. Như vậy là mình sẽ Intel thêm một cái SSD M2 NVMe để mình Intel Windows đây các bạn, chạy cho nó hiệu quả. Các bạn thấy không, có nước máy rất là đơn giản, cũng giống như những cái con HP Gen 6, Gen 7 các bạn. Thì cái này là Gen 8, Gen 9. Đây. Rồi đây là phía sau máy, thì các bạn sẽ thấy là có cổng OX nè, cổng để gắn đo loa hoặc là tai nghe nè các bạn, một cổng VGA để xuất ra màn hình đời cũ, rồi một cổng HDMI bọt, rồi 4 cổng USB, thì 4 cổng phía trước là 4 cổng USB 3.0, thì 4 cổng phía sau là 4 cổng USB 2.0 các bạn. Rồi đây là cạc mạng lên gigabit, đây là vị trí để mà gắn cạc mở rộng ra bên ngoài đó các bạn. Rồi ở đây là cái jack cắm nguồn. Bây giờ mình sẽ gắn lại các bạn. Ổ cứng thì bên đây các bạn thấy có 3 cái dấu nè, chúng ta sẽ cho lọt xuống. Lọt xuống 3 cái lỗ này. Rồi, chúng ta ép xuống. Rồi, sau đó là mình ốp cái mặt nạ lại thôi các bạn. Rất là đơn giản. Rồi, đóng nắp lại. Rồi, khi cái thùng HP các bạn mua mới về nó như vậy. Các bạn thấy không, vậy là gửi hàng đi là rất là êm ái luôn các bạn. Các bạn sẽ shop mà xung quanh đó luôn nè.
đó, mà gỡ cái lớp đầu tiên ra thì sau đó là tới cái máy nè các bạn. Thì ở bên dưới nó cũng sẽ có một cái lớp y chang như vậy luôn. Rồi phía sau đây thì nó có thiết trụ dây nguồn nè, thì nó được ngăn bởi một cái miếng xốp vậy nữa nè các bạn, đó, chắn lại rất là thú vị. Rồi bây giờ mình sẽ mở máy lên Intel Windows, sau đó mình check cấu hình lại mình cho các bạn tham khảo. Đây, thôi mình xách nguyên này ra luôn các bạn. Rồi khi mà các bạn mua máy mà nó có hệ điều hành Redot á, là các bạn khởi động máy lên nó sẽ boot vô cái chỗ này nè các bạn, menu Redot và HDB Document nè. À, chỉ có vài thông tin cơ bản vậy thôi các bạn. Rồi bây giờ mình phải Intel Windows vào các bạn. Rồi đối với HP Boot menu sẽ là cái phím F9 các bạn. À, các bạn chọn xuống USB Boot. Ví dụ cái USB của mình là SanDisk nè, thì mình chọn SanDisk để mình Intel Windows thôi. Cái thời gian mà cài Windows 10 vẹt 2004 mới nhất mới giờ các bạn thì rất là nhanh, vài phút rồi mà có thể cài xong Win rồi. Nó mất thời gian ở cái chỗ vấn đề là update một số security với lại driver cho thiết bị của HP. Đó, ở đây mình sẽ chọn Next Info. Rồi, Aiden Win 10 Pro. Accept Custom. Giờ phải xóa hết các cái phần mục này nè các bạn. Cho máy mình là máy mới, không có chưa có gì hết á, nên mình rất là thoải mái trong việc mình delete các bạn. Nên khi máy mà các bạn có dữ liệu rồi, phân chia CDF gì đó thì các bạn hết sức cẩn thận nha. Và đây là cái ổ mà 128GB đi các bạn, NVMe đây, còn ổ 1T nằm đây. Mình sẽ chia cái ổ NVMe mình Intel Windows lên đây, mình chọn New, Apply. Ok. Rồi chúng ta chọn Next các bạn. Cái ổ 1T chút xíu mình vô Disk Management trong Windows á, mình phân vùng sao cũng được. Rồi ok các bạn, Intel Core i5-9400 nữa các bạn, MAX TDP là 65W, CPU này xung 2.9GHz các bạn, và MAX Turbo là 4.1GHz, 6 core 6 luồng. Đây là bên CPU nè các bạn. Rồi thì ở đây các bạn thấy là ổ NVMe 120GB nè. Rồi ổ 1TB nè các bạn, không có ổ quang. Đó, ok, đó là đôi nét về HP2. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Vui lòng giúp ủng hộ cho mình nha các bạn. Xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. BIOS đang ở cái bản F11 các bạn.